Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Vietnam Sports. Có lẽ những người yêu mến và quan tâm đến đội tuyển Việt Nam đều không ngờ rằng vị thế của Nguyễn Văn Quyết với màu áo đỏ sao vàng lại thay đổi nhanh đến vậy. Trước khi đợt tập trung chuẩn bị cho giải giao hữu tứ hùng này diễn ra, thậm chí chẳng ai nhắc đến cầu thủ sinh năm 91 có thể được gọi lên tuyển. Không phải là vì tiền đạo này kém đi, mà bởi là dường như trong suy nghĩ của huấn luyện viên Park Hang-seo, Văn Quyết và đội tuyển quốc gia Việt Nam là hai cá thể không thuộc về nhau. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Quyết dừng là giành quả bóng vàng 2020 mà còn không được triệu tập. Vậy thì hà cớ gì trong năm 2022 khi anh đã nhiều hơn 2 tuổi lại được gọi lên? Vậy nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cứ cho thấy ông là một người rất khó bị bắt bài. Khi tất cả đã chán nản với việc đòi sự công bằng cho Văn Quyết thì bất ngờ thấy Park lại mời thủ quân Hà Nội FC lên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Và anh không bỏ lỡ cơ hội để gây ấn tượng với ông thầy. Trận gặp Singapore, Văn Quyết là người mở ra cơn mưa bàn thắng với một siêu phẩm sút xa ngoài vòng cấm. Đến cuộc chạm trán Ấn Độ, đội trưởng Hà Nội FC dù chỉ được vào sân từ ghế dự bị vẫn có thể điền tên lên bảng tỷ số. Lần này, anh là người khép lại chiến thắng đậm đà cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bằng pha ra chân hiểm hóc, trước đó là cú chạm bóng cực kỳ mượt để có thể đặt bản thân của mình vào thế thuận lợi dứt điểm. Nhờ bàn thắng của Văn Quyết trong hiệp 1, tinh thần toàn đội đã tốt hơn hẳn. Mục tiêu của tôi ở trận đấu này là hoàn thành tỷ số 4-0. Ở trường hợp của Văn Quyết cũng như chứng minh một điều, không chỉ cầu thủ trẻ mà cả những cầu thủ kinh nghiệm nếu chơi tốt tại V-League hoàn toàn có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Tôi không có thói quen đánh giá cao hay thấp bất cứ cầu thủ nào. Nếu đội giành chiến thắng thì chiến thắng đó là thành công của cả tập thể, còn khi thua trách nhiệm là của huấn luyện viên trưởng. Nhìn chung, Văn Quyết đã khiến tôi hài lòng. Đó là những gì mà thầy Park dùng để nói về đóng góp to lớn của cậu học trò mà ông từng một thời gian dài không huấn luyện. Nếu chúng ta cho rằng trước kia, Văn Quyết không được trọng dụng vì anh không hợp với lối đá của huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng. Giờ đây, sự xuất hiện của Quyết cho thấy vị chiến lược gia quốc tịch Hàn Quốc không hề giấu giếm ý đồ tạo ra lối chơi khác cho đội tuyển Việt Nam. Và trong sự mới mẻ ấy, Văn Quyết rất có thể sẽ đóng vai trò quan trọng. Bản thân tiền đạo quê Thạch Thất đã thay đổi rất nhiều để phù hợp với chiến thuật của thầy Park. Từ một cầu thủ thích cầm bóng dê dắt, sau đó mới truyền cho đồng đội, Quyết đã truyền bóng sớm hơn, xử lý hiệu quả hơn và đặc biệt là sắc bén hơn trong khâu ghi bàn. Văn Quyết đang khiến huấn luyện viên Park Hang-seo trải qua cơn đau đầu dễ chịu khi mà cầu thủ của Hà Nội FC thậm chí còn chơi hiệu quả hơn cả Phan Văn Đức và đóng góp về mặt lối chơi nhiều hơn Đức Cọt ở hai trận đấu tại giải Tam Hùng. Nhưng có một điều mà chúng tôi tin là chính bản thân Quyết cũng không ngờ, đó là chính anh đang nhận được những lời khen của các cổ động viên Việt Nam. Phong độ xuất sắc của Văn Quyết đã thu hút sự quan tâm sâu sắc từ người hâm mộ. Họ cho rằng anh vẫn duy trì được độ quái, khả năng dứt điểm sắc bén, thậm chí còn có những ý kiến đánh giá cao về sự điềm đạm của thủ quân Hà Nội FC. Và chốt lại, dư luận bắt đầu tin là với kinh nghiệm và tài năng của mình, Văn Quyết xứng đáng có suất dự AFF Cup 2022. Tài năng của Quyết bị kìm nén sau một thời gian dài không được lên tuyển, nay đủ cơ hội để phát huy đỉnh cao. Một thực tế chẳng ai phủ nhận nổi, Quyết vẫn là vậy, không ngờ nào khi được gọi lại đội tuyển. Và ghi bàn đầu tiên sau 4 năm cũng không bày trò giơ ngón tay ăn mừng như Văn Toàn. Đó mới là đẳng cấp của một cầu thủ chín chắn, mẫu cầu thủ như Quyết cực kỳ cần thiết cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khán giả Thành An bình luận. Ban đầu, nhiều huấn luyện viên online chê Văn Quyết nhiều lắm, phải thừa nhận ông này đã quyết liệt, nhưng chính người máu lửa thế này mới cần cho đội tuyển, khán giả Nam Định Forever Love. Bây giờ mới thấy cổ động viên Việt Nam mình lật mặt quá, bao năm xúc phạm ông Văn Quyết, giờ lại khen ông ấy nức nở, khán giả hoa nở không màu. Tiền đạo lùi của đội tuyển Việt Nam, nếu Văn Quyết nhận số 2 thì số 1 chẳng ai dám nghĩ đến. Mình vẫn kết các cú sút của Văn Quyết, hiểm vãi trường, mà cách ông ấy tạo ra khoảng trống để dứt điểm cũng khét, kỹ năng cài người quá bá đạo. Khán giả cảm ơn bầu đức. Văn Quyết hiệu quả thế này mà bị chê. Văn Toàn 5 năm ghi một bàn thì được fan bảo vệ như báu vật quốc gia. Công Phượng từ lúc lấy vợ phong độ trên tuyển không cao, vẫn có suất đều đều thì chẳng thấy ai ý kiến. Khán giả Mạnh Dũng. Bên cạnh việc chơi ở vị trí tiền đạo lùi như sở trường thì không loại trừ khả năng Quyết dừng sẽ là thứ vũ khí để thay thế cho Quang Hải trong trường hợp anh buộc phải xem AFF Cup qua TV. Do giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA cũng như không thuộc FIFA Days nên ông Park không chắc việc Quang Hải được Po FC cho về để tham dự. Thế nên ngay từ bây giờ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải tính toán đến phương án dự AFF Cup mà không có Quang Hải. Thời điểm này, người có khả năng chơi tốt ở vị trí mà Quang Hải để lại là đội trưởng đội Hà Nội Nguyễn Văn Quyết. Trong trận thắng Singapore 4-0, Văn Quyết đã thể hiện vai trò của mình rất rõ ràng trong việc vừa là cầu nối vừa là người thực hiện những quả sút phạt, lại cũng vừa là người ghi bàn. Lần trở lại đội tuyển của Văn Quyết khác rất xa với hồi anh thi đấu một cách khó khăn tại AFF Cup 2018 và mất suất đá chính vào tay các đàn em. Văn Quyết ở tuổi 31 đã biết điều chỉnh mình để phù hợp với lối chơi của đội tuyển mà vẫn giữ được tư chất thủ lĩnh ở giữa sân. Bàn mở tỷ số trong trận thắng Singapore 4-0 là minh chứng, nhanh nhạy, tận dụng sai sót của đối thủ và chớp thời cơ ra chân rất nhanh.
ghi bàn bằng một cú sút xa hiểm hóc. Văn Quyết ở tuổi 31 còn nổi bật ở khả năng tranh chấp mà người xem không khó nhìn ra anh siêng hơn Quang Hải trong các tình huống lùi về phòng ngự và hỗ trợ các đàn em. Hoặc nếu không, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tham khảo cách sử dụng Văn Quyết mà chiến lược gia Phạm Minh Đức đã gợi ý trong bài phỏng vấn gần đây. Tôi nghĩ khi đội tuyển Việt Nam có thêm Văn Quyết, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thêm phương án lựa chọn. Nếu Văn Quyết không được điền tên vào đội hình xuất phát thì anh ấy vẫn có thể hữu dụng ở giai đoạn 30 phút cuối khi vào sân từ ghế dự bị. Lúc đó, đối phương xuống sức, Văn Quyết sẽ thể hiện sự hiệu quả. Tôi lấy làm thích thú với bàn thắng vào lưới Ấn Độ của Văn Quyết. Tưởng chừng như đó là cú sút về góc xa thì bạn ấy lại dứt điểm về góc gần. Đây là pha xử lý khiến thủ môn bị bất ngờ. Nó cho thấy sự già dặn và rất ma quái của cầu thủ. Thầy Park có nhiều lý do để tái sử dụng Văn Quyết tại đấu trường AFF Cup 2022, giải đấu mà trên lý thuyết ở bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam mạnh hơn các đối thủ Đông Nam Á. Trong đó quan trọng nhất là vị chiến lược gia người Hàn Quốc cần sắp đặt một lối chơi tấn công áp đặt nhiều hơn so với thời điểm đá Asian Cup 2019 hay các vòng loại cúp thế giới cần chơi kiểu phòng ngự phản công. Vì thế, cơ hội cho Văn Quyết có chỗ ở đội tuyển quốc gia chơi AFF Cup là rất lớn. Thêm vào đó, tín hiệu tích cực nhất từ tâm sự của đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội là luôn nỗ lực cháy bỏng và khát khao cống hiến bằng tài năng mà không phải nhờ tên tuổi. Hãy tin rằng cuối năm nay sẽ là lúc đẳng cấp của Văn Quyết lên tiếng tại AFF Cup và là ngôi sao đáng xem nhất của giải đấu. Video của Vietnam Sport đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Được chuyền vào của Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Quyết. Tỷ số là 3-0. Rất tuyệt vời. Một lần nữa huấn luyện viên Park Hang-seo lại có được niềm vui khi đã trao niềm tin đúng người. Văn Quyết lần này đã có được bóng và thực hiện cú dứt điểm rất quyết đoán và góc hẹp. Hai trận đấu liên tiếp Văn Quyết ghi bàn. Sự già dờ của Văn Quyết thực sự đang là rất cần trong lối chơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang muốn xây dựng với những nét mới cho đội tuyển Việt Nam. Cú dứt điểm phải nói là rất quyết đoán của Văn Quyết. Việt Anh mới vào sân và có một cú tạt bóng rất dẻo. Hậu vệ to cao dinh gan. Pha bóng không tốt tạo cơ hội cho Văn Quyết tung ra cú dứt điểm quyết đoán. Một pha dứt điểm vào góc gần đánh bại thủ môn Sandu. Hai cầu thủ vào sân thay người đã cùng nhau phối hợp và tạo ra được bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam. Một cú dứt điểm rất quyết đoán và đẳng cấp của Văn Quyết. Và như vậy hiện tại thì Văn Quyết đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam.